Xin chào các em, hôm nay thầy hướng dẫn các em sử dụng Casio giải quyết bài toán chống Casio tích phân phần 2. Ở chuyên đề 1 thầy đã hướng dẫn các em một số phương pháp để giải quyết những bài chống Casio. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Các em nhớ tham gia nhóm thủ thuật Casio khối A để trao đổi và thảo luận thêm. Câu 1 cho tích phân cận từ 1 đến A của x cộng 1 trên x dx bằng E. Xin chọn giá trị của A là. Thì ở câu này nếu đây là một câu rất là đơn giản. Thì em có thể sử dụng tiểu luận vì là x cộng 1 trên x, em có thể tách ra thành là 1 cộng với 1 trên x. Thì đó nguyên hàm của x cộng 1 trên x sẽ bằng là x cộng với nốc nepe của x. Thì đó mình sẽ thế cận từ 1 đến A và mình suy ra A. Đấy là cách thứ nhất là các em nào mà có thể giải tiểu luận nhanh. Thì cách thứ hai là em sử dụng Casio bằng cách là thay mỗi giá trị đáp án cho bài toán mà thôi. Ở đây 1 đến A, đến đây là 1 đến x. Mình chèn cái hàm này vào là bằng là x cộng 1 trên x. Và mình giá trị thứ nhất là đáp án A nó bằng 2E. Thì nó bằng là 6,212 thì không bằng E, nó bằng 2,7 mấy đấy. Tiếp giá trị thứ hai là giá trị E. 2,71E nó bằng E, thì vậy đáp án của câu số 1 là đáp án B. Đấy, nếu đáp án B chưa đúng thì ta tiếp tục đáp án C, đáp án D. Khi nào ra đáp án nó bằng giá trị E thì ta chọn đáp án đó. Ở câu số 2, ta có tích phân từ 0 đến 1 phần 2 của căn bậc 2, 1 dưới bình phương x trên căn bậc 3 trên A cộng với pi trên B, AB thuộc Z. Khi đó là giá trị của căn bậc 3 của A cộng với 2B nào. Thì ở câu này thì ta có hai cách. Thứ nhất chúng ta để ý rằng là ở đây là có mối liên hệ khi mà ta tính tích phân từ 0 đến 1 phần 2 căn bậc 2 của 1 dưới bình phương. Mình hay nhớ vào cái phím A ấy. Khi mà ta tính được ta tức là ta có A sẽ bằng là căn bậc 2 phân từ 0 đến 1 phần 2 của căn bậc 2 của 1 dưới bình phương x. Nó sẽ bằng căn bậc 2 của 3 cộng A cộng với pi trên B. Ta có một cái phương trình theo cái biến A và B. Từ đó ta có thể rút A theo B hoặc là B theo A. Ở đây thì thầy có thể rút được rằng là A sẽ bằng căn bậc 3 trên A trừ đi pi trên B. Thì khi đó hai cái giá trị AB thuộc Z thì ta có thể sử dụng vào cái giá trị mút 7 sau. Các em hoàn toàn có thể là rút được B ra theo A. Thì đầu tiên mình sẽ nhập cái hàm fx của mình sẽ bằng là căn bậc 2 của 3 chia cho A. A là cái giá trị tích phân mà mình đã nhớ và biến nó rồi đấy. B trên B. B thì mình sẽ là x. Start của mình là thông thường ấy nhé. Là trừ 9 đến 9. Do nó là nguyên thì step của nó bằng 1. Thì đây mình xem các giá trị nào ở bên cùng. Fx mà giá trị nguyên thì mình chọn bởi vì là đề giả thiết đã cho là AB nguyên mà. Thì ở đây người ta thấy rằng không có giá trị nào nguyên thì chứng tỏ là cái giá trị A của nó là nằm ngoài giá trị trừ 9 đến 9 thì mình phải thay đổi lại bước là cho start là bằng 1 này. N nó bằng 20 này bởi vì là giá trị của trong cái bảng này chỉ tính được 20 giá trị thôi. Thì xem mà là bằng bao nhiêu. Trong cái trường hợp mà nếu mà từ 1 đến 20 mà chưa có giá trị của A ấy, tức là hàm bên fx mà chưa nguyên, sẽ phải thay mà từ trừ 20 đến 0. A đây rồi, ta có x bằng 12 và fx nó bằng 8. Khi đó fx nó tương đương với A, A bằng 8 và B bằng 12. Như vậy giá trị của mình là căn bậc 2, căn bậc 3 của 8 là bằng 2. 2 cộng 24 là bằng 26. Vậy câu 2 đáp án của nó là đáp án A. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là sẽ sử dụng công thức tích phân tính gần đúng để dự đoán hệ số. Thì công thức này như sau. Các em chú ý đây là chỉ tính để sử dụng để dự đoán hệ số thôi nhá, không để cho giải quyết mà tính tích phân. Cái này thì áp dụng công thức là tích phân từ A đến B của fx dx xấp xỉ là bằng B trừ A trên 2 nhân với F A cộng FB. Và sử dụng khi là cái cận của B chứ A nhỏ hơn bằng 1 thì là tính chính xác nó chuẩn hơn.
Các em nào có thể nghiên cứu thêm, đây là có công thức chính cần đúng một cách phân sử dụng phương pháp hình thang. Thì ở đây là cách phân áp dụng công thức vào này, 0 đến 1 phần 2 căn 1 chia bình phương dx, và b chữ a nó bằng 1 phần 2 chia cho 2 bằng 1 phần 4 căn bậc 3 của 2 cộng với 1. Vì đây f của mình là căn bậc 2 của 1 chia bình, thì độ f của 1 phần 2 thế nó bằng là căn 3 phần 2, và f0 nó bằng căn 1 bằng 1. Thì mình khai triển ra bằng căn 3 trên 8 cộng với 1 phần 4. Ở đây mình chỉ cần quan tâm đến cái số căn 3, tức là căn 3 trên A, bởi vì theo giả thiết bài toán nó cho là căn 3 trên A. Thì các em chú ý như này này, thằng này là do nó là tích phân chính gần đúng thì giá trị của nó bao giờ cũng nhỏ hơn cái giá trị, nhỏ hơn cái giá trị tích phân chính thực chất khi mình tính bằng giải quyết bằng công thức ấy. Thì ở đây mình quan tâm đến giá trị căn 3, thì đây là căn 3 trên A và đây là có căn 3 trên 8. Thì vậy rằng là khi đó thì mình dự đoán là giá trị A của mình bằng 8. Đấy, khi giá trị A bằng 8 thì mình sẽ tìm giá trị B. Thì bằng cách là gì? Như mình đã có là cái giá trị tích phân của mình đã nhớ phím A nhá. Thì khi mà ta sẽ tính cái tích phân đó thì bằng A trừ đi pi trên 8. Để trên đấy A trừ đi pi chứ. A bằng căn 3. Căn 8, bởi vì mình đã dự đoán cái giá trị A của mình bằng 8 rồi mà. À, thế nó lại ra bằng pi trên 12, mà chính bằng là pi trên pi, thì từ đó mình suy ra ngay được cái giá trị B của mình chính bằng 12. Như vậy rằng là ở đây mình sẽ dự đoán được là một cách chính xác, có nghĩa là A sẽ bằng là 8 và B bằng 12. Thì các cái giá trị AB là chỉ quanh quẩn quanh các cái giá trị mình đã vừa dự đoán ở đây. Câu số 3, tích phân từ 1 đến 2 của hai bình phương cộng AX BX bằng trừ AE cộng BE bình phương AB trên căn B bằng hỏi chấm. Thì ở câu này ta sẽ sử dụng công thức tính tích phân thành phần là tính tích phân gần đúng. Thì ở đây bởi vì nó có 1 và 2 trừ 1 bằng 1 mà. Thì sẽ bằng là 1 chia 2. F của 2 sẽ bằng là 9E bình phương. F của 1 thì nó bằng là 3E. Thì thằng này sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với 9E bình phương cộng 3E. Thì mình khai triển ra mình thấy rằng nó sẽ bằng là 9 phần 2E bình phương cộng 3 phần 2E. Thì đáng lý ra là nếu mà ở đây thì ta có thể lấy xấp xỉ ở đây là 9 phần 2 bằng 4,5. Thì ở đây mình có thể là dự đoán được cái giá trị BE bình phương thì bằng là 5, hoặc là cái giá trị của 3 phần 2 giá trị của E ấy, tức là 3 phần 2 khi đó nó bằng 1,5 thì bằng 2, tức là E giá trị A sẽ bằng trừ 2, bởi vì là ở đây là thế là 9 phần 2 E bình phương thì B xấp xỉ bằng 5, 3 phần 2 thì bằng 1,5 thì A xấp xỉ là bằng là 2. Thì ở đây mình sẽ, đây là mình đang chỉ dự đoán thôi, mình sẽ lấy giá trị B bình mình bằng 5 trước nhé. B bằng 5. Thông thường mình sẽ tính cái tích phân này trước ra. Những cái mang tính dự đoán thì có thể đúng hoặc sai mà. Thì nó mang tính hên xui là nhiều hơn. 2x bình phương. Ở trong những bài này là thì nó phải biết là AB là nguyên nữa. Hơi thầy ấn nhầm chỗ này. Mũi. Mình nhớ vào phím A. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ dự đoán là giá trị. Bây giờ thì dự đoán giá trị B bằng 5 nhá. B bằng 5 thì khi đó thì mình đi tìm giá trị A. A này. A đây sẽ là bằng là A mà trừ đi 5E bình phương. Thì khi đó A trừ 5E bình phương ra bằng là trừ AE mà. Thì mình chia cho trừ đi E. Thì mình sẽ được ra giá trị A. Vì vậy mình đã dự đoán là E B bằng 5 thì khi đó E mình, A mình bằng 3 thì phải A B đều nguyên. Thì mình đã dự đoán được chuẩn. Thế bây giờ nếu mà cái chỗ này là 3 phần 2 khi mà A bằng 5 và B bằng 5 và A bằng 3 thì nó bằng là căn 15 trên căn 3 thì nó nhân căn 3 lên thì bằng là 5 căn 3. Vì vậy đáp án A. Thì đấy là mình dự đoán hệ số B ở đây nó bằng là 3 phần 2 e
3 phần 2e thì đây a đây trên theo giả thiết nó bằng là trừ ae. Vậy e của mình bằng trừ a của mình bán bằng trừ 2, chỗ này là không chuẩn. Đấy. Thì thông thường thì những cái giá trị nào mình thấy đoán hai lần thì ở đây chuẩn thì mình sẽ chọn. Đây nhá. Tiếp này. Thì ở đây ta có thể là sử dụng cái cách thứ hai thì nó chính xác hơn cách thứ nhất. Thì sau khi mà tính a xong ấy thì ta sẽ cho vào mốt 7, bởi vì là khi mà cái đối với cái hệ mà hai ẩn AB này ấy, thì ta sử dụng mốt 7, mà khi đối với trong trường hợp mà nguyên thì rất là đơn giản. Thì đây tức là khi đó là a nó sẽ bằng là trừ ae cộng be bình phương. Khi đó mình sẽ rút b theo a hoặc a theo b. Ở đây thầy sẽ rút b theo a, khi đó nó sẽ bằng là a này giá trị tích phân này cộng với ae, cộng ae tức là cộng xe chia cho be bình phương, tức là cái b của mình, b mình sẽ bằng là a cộng với xe chia b. Đấy. Gx mình để trống này, tát mình cho trừ 9 đến 9 này. Mình xem bên khi đó cái giá trị của mình bên kia cũng phải là giá trị nguyên. À đây đã có là x giá trị 3 và fx giá trị 5. Thì chứng tỏ là A của mình nó bằng 3 và B của mình bằng 5. Thì khi đó nó bằng là 15 trên căn 3. Vậy câu 3 là đáp án A. Câu số 4 này, 3 ẩn này. Thì giá trị Y mình bằng tích phân từ 0 đến pi trên 6. 2x cộng 2 nhân cos x bằng pi cộng với A căn 3 trừ đi B trên C nhân với 2A. Người ta hỏi rằng là ABC này pi thì 2A trừ đi B cộng C bằng hỏi chấm. Bây giờ câu này thì ta sử dụng định hướng như sau. Ta sẽ giải quyết là ta sẽ sử dụng là công thức tính tích phân gần đúng. Thì đây nó sẽ bằng là pi trên 6 là pi trên 12 này. F f của pi trên 6 và F0 thì nó bằng là 2 cộng với F0 thì nó bằng là 2. F pi trên 6 nó bằng là 2 pi trên 6 cộng 2 nhân căn 3 trên 2. Và mình nhân ra sẽ bằng là pi trên 6 cộng pi bình căn 3 trên 12 cộng với pi trên 3 căn 3 trên 12. Thế nhìn theo cái giả thiết đáp án thì nó có là bằng là pi, mình biến đổi thành là pi trên c cộng với a căn 3 trên c trừ đi b trên c. Thế thì mình sẽ dự đoán được của mình là giá trị c của mình sẽ bằng là 6. Bởi vì ở đây nó có pi trên c thì là giá trị c bằng 6. Sau khi dự đoán được c và 6, mình sẽ sử dụng các phương pháp giải hệ phương trình mà khi mà cho hai ẩn bậc nhất đây này. Có hệ phương trình là theo cái ở cái chuyên đề 1 đấy, thầy đã ở phần 1 thì thầy đã hướng dẫn đấy. Đầu tiên mình mới phải giải tích phân bây giờ. Nó là 0 đến pi trên 6. Hai x bài này mà nếu mà không đoán được giá trị ABC thì cũng tương đối là mệt. Mà sau khi ta giải trực tiếp bằng cách sử dụng tích phân từng phần thì còn ra nhanh hơn. Đối với những em nào mà thành thạo về việc sử dụng tích phân từng phần thì rất là nhanh, tầm nó khoảng mất gần 1 phút thôi. Đấy, mình sẽ nhớ vào A này. Thế thì mình sẽ giải hệ phương trình của mình vào trong mốt 5 này. Thứ nhất, cái phương trình thứ nhất mà mình đã dự đoán C bằng 6 rồi mà. Thì là hệ, bây giờ mình chỉ cần đi tìm ẩn A và ẩn B. Thì là 2 này, A bằng 2 này, B bằng trừ 1. Hệ số C khi đó nó bằng là A trừ đi C. A trừ đi C, C đã dự đoán bằng 6 rồi. A trừ đi 6. Tiếp, theo cái bài toán ở đây thì nó có là A căn 3 này. A nhân với C này, A lớn nhé, nhân C bằng pi cộng với A căn 3 trừ B. Thì hệ số đi với A là bằng là căn 3 này. Hệ số đi với B là bằng là trừ 1 này. Hệ số là đây là bằng là CA trừ pi. CA là 6 nhân với A trừ đi pi bằng. À ở đây còn là cái giá trị ở trên này thầy xin lỗi thầy nhầm. Cái giá trị trên này là 2A trừ B cộng với C
bằng như này là bằng đáp án này, đáp án A thì là bằng là 0 mà trừ đi C, nó bằng trừ C nó bằng là trừ 6. Đấy, thì nhầm đấy. Mình xem được giá trị nào nó bằng một giá trị nguyên thì mình chọn, ở đáp án A thì loại không được. Trừ đi C này. Tiếp là bằng là gần 8 mà trừ đi 6 này. Không được này. Đáp án B loại. Thứ hai nữa là bằng là 12 mà trừ đi 6 này. Bằng 6 và 6. À vậy thì ở đây là đáp án C là đáp án đúng nhất. Bởi vì là x bằng 6 và y bằng 10. X bằng 6 và y bằng 6 tương đương với b bằng 6 và x bằng 6. Được ra giá trị của cái câu số 4 này. Vì vậy là đáp án C. Câu số 5. Y bằng phân trừ dx trên x bằng log np của trị đối tang của x trên a cộng với pi trên b bình phương cộng c c thuộc z. Giá trị của a mũ 5 trừ b bình phương là, thế thì tôi thấy rằng là thay cho việc mà tôi cứ đi tìm hướng cho trình Casio thì tôi sẽ sử dụng ngay tính chất là fx phẩy bằng fx với fx sẽ bằng là tích phân trừ dx, thì tôi sẽ đạo hàm lên của cái nốc dp của trị đối tang của x trên a cộng với pi trên b bình nguyên, nó sẽ bằng chính là cái biểu tích ở trong dấu tích phân này bằng 1 trên cos x. Nốc dp này là bằng là 1 trên nốc dp của x, mà nốc dp x bằng 1 trên x, đây là nốc dp của u bằng 1 trên u nhân u phẩy sẽ bằng là 1 trên a tang của x trên a cộng pi trên b bình phương, và u u phẩy tang phẩy đạo hàm của tang thì bằng 1 trên cos bình nhân x trên a cộng với pi trên b bình nhân với x trên a cộng pi trên b bình phẩy nữa, theo biến x thì khi đó nó bằng là 1 trên a ở ngoài này. Và mình sẽ biến đổi ở trong này thì là tan bằng sin trên cos thì nó bằng là 1 trên a sin của x trên a cộng với pi trên b bình phương nhân với cos của x trên a cộng pi trên b bình phương thì bằng 1 trên a trên 2. Mình sẽ đưa về là thành là a chỗ này là bằng là nó bằng là a trên 2 sin của 2x trên a cộng với 2 pi trên b bình phương, nhưng do mình sẽ bằng cái vế của thằng nguyên hàm là bằng 1 trên cos x, mình đưa về thành là chuyển thành là sin, đưa về cos là thành là công thức phụ chéo là bằng là sin x thì sẽ bằng là cos của pi trên 2 trừ x thì bằng là 1 trên a trên 2 cos của pi trên 2 trừ 2x trên a trừ đi 2 pi trên b bình phương. Thì khi đó mình sẽ đồng nhất trước hai vế nên là cos x thì tức là cái thằng giá trị của mình, a của mình này, đầu tiên là a phải bằng 2 bởi vì trên này là có là cos x thôi, mà đây là a trên 2 chia ra pi trên 2 trừ 2 pi trên b bình bằng 0 chia ra b, cái thứ nhất là a bằng 2 này, thứ hai là cái biểu thức ở trong cái cung này x này bằng là pi trên 2 trừ đi 2 x trên a trừ đi 2 pi trên b bình phương cũng phải bằng x và mình b bình bằng 2, thì khi đó giá trị của a mũ 5 trừ b bình thì bằng là 2 mũ 5 và trừ đi 2. Khi đó là được là 2 mũ 5 bằng 32, 32 trừ đi 2 thì bằng 30, vậy là đáp án A. Vậy trên đây là thầy đã hướng dẫn các em sử dụng Casio để giải quyết một số câu chống Casio. Thì các em thấy rằng là có rất nhiều phương pháp để giải quyết những cái bài Casio, các làm sao các em phải linh hoạt trong cái việc sử dụng Casio, không phải là cứ một phương pháp là có thể giải quyết được toàn năng hết tất cả các mọi bài tập. Thì các em chú ý theo dõi phần 3 của sử dụng Casio chống cái việc tích phân. Xin cảm ơn các em rất nhiều.